Chuồn ở đây à? Thuận đứng ở đây này. Ui rồi, ui, anh chào Thuận nhá. Em chào anh. Nào chào con các bà nào. Con chào con các bà. Thế con dê của mình là chuồn ở đâu đấy hả Thuận? Ở đây. Ở đây á? Ui rồi, thế là em cứ ra đây đứng từ sáng đến giờ thôi à? Em thương à, thương con dê à? Dạ. Em có con cháy không Thuận? Có. Chị tìm cho em nhá. Dạ. Bố mẹ em mất lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi á? Dạ. Sao bố em mất? Bố từ từ. Thế còn mẹ em? Bị tai nạn. Thế em ở với anh có buồn không? Có. Thôi đừng buồn nữa, chị cũng ở một mình mà. Bố mẹ của chị cũng bỏ chị đi hết rồi. Thuận có được đi học không? Có. Học lớp mấy rồi? Lớp 2. Thế chị có giờ đi học không? Chị không được đi học đâu. Tại sao chị không được đi học? Chị không có bố mẹ, là không có tiền nộp là không được đi học. Thế ở nhà em làm những công việc gì? Em lấy cỏ cho dê, như lấy quỷ với chăn cho thuê. Thế con chị ở nhà làm gì? Chị cũng đi lấy quỷ và chăn cho thuê. Cũng làm như em nhưng mà chị thì không được học. Con chào các ông các bà. Cháu Trinh xin chào quý bác, quý anh chị. Chào mừng quý bác anh chị đã tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Bác mến, hôm nay thì cháu Trinh lại tiếp tục lên trên nhà của em Hưng với cả em Thuận của bác ạ. Thì cũng được mấy ngày cháu Trinh không lên nhà của Hưng với Thuận rồi. Thì mấy hôm thì cháu Trinh cũng đi lên bản và cũng cố gắng để mà đi tìm dê ấy các bác. Nhưng mà hầu như là mấy con dê là khá là đắt. Với cả là người ta toàn là bán con dê già đấy các bác. Cho nên là cháu Trinh cũng chả mua được. Còn về phần của anh Khương thì đợt trước có mua được 4 con dê rồi. Và hôm đó thì cháu Trinh cũng cùng với cả anh Khương nữa là đi xuống huyện. Thì cháu Trinh cũng mua được 1 con các bác. Đấy thì bây giờ cháu Trinh sẽ đi vào xem là em Hưng ở nhà chăm sóc con dê như thế nào các bác nhé. Hôm nay thì cháu Trinh có đi cùng với cả em Hiển của bác. Mấy hôm nay thì em Hiển có ở đây mấy ngày đấy. Để cùng với lại chúng cháu là đi đến các hoàn cảnh. Để mà xem là các bạn cùng trang lứa tuổi với mình và cũng mất hết bố mẹ như thế, thì để cho các em sẽ có thêm cái động lực để mà cố gắng hơn trong cuộc sống ấy các bác. Thì bây giờ thì cháu Trinh xin mời tất cả các bác anh chị cùng theo cháu Trinh đi thăm em Hưng với cả Thuận các bác nhé. Ra đến đây thì thấy Hưng đang vẫn đang ở cái gần cái chuồng dê ấy các bác, để chăm sóc, khả năng là chăm sóc mấy con dê đây. Cái chuồng dê thì làm khá là cao các bác ạ. Cao và rất là thoáng. Cái này thì mùa đông thì con dê thì nó cũng lông nó dày ấy các bác. Thì nó cũng không quá là lạnh đâu. Còn mùa hè thì nó sẽ rất là thoáng mát này. Đấy. Con dê nó ưa ở cao ấy các bác. Và đặc biệt là mình xây bằng bê tông lên là nó không thích ở đâu. Làm gỗ thế này là nó rất là thích ở. Đấy. Nhiều khi là con dê mình thả trong rừng ấy, nó toàn ngủ trên những tảng đá thôi các bác. Nhà ai mà ở gần rừng là họ thường là thả vào rừng. Em chào anh. Dê là ăn no chưa? Vâng, vẫn đang ăn anh ạ. Cỏ vẫn đang ăn. Cái này là cỏ này nó ăn tốt không? Có anh ạ. Hưng chào con các bạn. Vâng, con chào công các bà. Chào cô các chú ạ. Ui anh, một con nữa đâu rồi, Hưng con dê ấy. Con nữa cũng thật sự rất là đáng buồn anh ạ. Hôm nọ bị em không ở nhà đấy. Thì là em cũng không biết là cái vấn đề như thế nào. Thì là bị chết một con ạ. Chết một con rồi á? Vâng, con mẹ đấy bị chết một con, bên kia bị chết một con. Còn hai con này thì không sao. Ui rồi. Còn mỗi hai con chuồng bên kia thì em để 3 con, thì còn lại mới 2 con. Ôi cái con chết đấy là con... Hôm anh em mình chọn sau đấy. Cái con mà anh mua sau đấy á? Đúng rồi. Ui cô bác, cái con đấy là bị chết. Chết một con nên bây giờ còn 4 con thôi. Vâng. Mới chuồng là còn 2 con thôi cô bác. Vâng. Trước là mua lên 5 con mà. Đấy. Thế là có biết là bệnh gì không hả Hưng? Em cũng không biết ạ.
Nó có ăn không? Có, hai ba con bên kia thì bỏ ăn được mấy ngày xong lại ăn lại. À, Có mua thuốc lên với lại cả bảo có ở thú y ở bên xá xuống khám ấy thì bảo là cũng không bệnh gì, nó bị đầy hơi ấy. Thế là căng bụng, thế là con kia thì chú ấy bảo cái này thì cứ cho uống kháng sinh, thế là em vẫn cho uống kháng sinh đều đều ngày 2 lần, nhưng mà con kia thì chắc không, không ấy được, không cứu được. Thế là ở trước là ở chuồng này đúng không? Vâng. Con kia này. Chuồng bên kia À, thế là nó cũng lây hai con này à? Hai con này hai con kia cũng bị lây rồi. cũng bị lây á? Vâng, đang cho em bây giờ vẫn đang chú uống kháng sinh mà. Thế thì em cứ tách riêng nó ra nhé, Vâng, hai con kia thì cho em tách riêng, còn hai con ở. này thì vẫn chưa chưa có mạnh hiện, thì Hai vẫn con này là vẫn vâng ăn tốt đúng không? vẫn khỏe, ăn tốt. Đấy, thực sự là con dê thì nói dễ nuôi là cũng không hề dễ đâu cô bác. Những cái con vật nuôi thế này là hầu như là con nào mình cũng phải có kỹ năng để mà Có nuôi, cái kỹ thuật nuôi của nó thì kỹ nó chưa thuật. chưa có, em cũng không có khả năng, để bây giờ thì cũng chưa có kinh nghiệm để nuôi ấy, ngại cả cũng không biết là nó bị như nào. Em cũng thường xuyên hay đi vắng nữa, nhà của mỗi hai anh em thì em cũng không quản được những cái vấn đề là trông coi, thì em cũng nhiều việc ấy, thì là có nhiều hôm thì các chú gọi có việc thì hộ các chú một tí, mình đi một tí thôi, sơ suất là em cũng không biết là như thế nào. Bởi vì ở trên bản này thì anh cũng đến rất là nhiều nơi thì anh cũng không hiểu được chỗ em. Thì như hôm nọ ấy, có chuyện của hai ông cháu ở hai ông cụ ở trên kia, cũng là vì lằng nhằng những cái chuyện như vậy mà bảo là này nọ ấy, thì là người ta đâm ra người ta chửi nhau ấy, thì em cũng không hiểu được những cái vấn đề đấy. Chắc là có người người ta ghen ăn tức ở ấy, hoặc là thấy được các ông các bà ủng hộ nhiều quá thì là người ta ghét Đấy, thật sự là đấy. ở trên này ấy, các bác thì nó giống như là Hưng vừa mới kể ấy, các bác. Thật sự ở trong cái làng này đấy thì cháu Trinh cũng xin chia sẻ với quý bác anh chị một lần là Nó thật cứ sự bị ho là như vậy đây anh Chỉnh ạ. Bây giờ cả bốn con vẫn đang ho như vậy. ở trong làng này là có khá là nhiều nhà mà kiểu cái kiểu mà ghen ăn tức ở ấy, các bác. Như cái hoàn cảnh mà cháu Trinh lên chia sẻ hai ông mà gọi là neo đơn đấy, một ông là bị bại liệt này, còn một ông thì không có vợ không có con đấy, ở đấy xong là đến lúc mà cháu Trinh mang quà lên đấy, các bác mang quà lên phát cho hai ông là có người ở trong làng còn ra lấy đồ của hai ông đi và kiểu là tranh công nhau để mà nhằm có những phần quà lên là chiếm đoạt đấy các bác. Đấy, gọi là tranh công. Ví dụ như là cháu Trình lúc mà không nên chia sẻ thì chả thấy ai đi đi giúp ông cả. Đến lúc mà cháu Trình nên bắt đầu cầm một thùng đồ lên các bác nhé, thì lại thấy là người ta bắt đầu kéo nhau đi theo cháu Trình để xem là có ông được gì. Đấy, thì cháu Trình cũng không muốn là nhắc nhiều về cái vấn đề đấy, thì về cái vấn đề mà ghen tị ở trong làng là cháu Trình thấy là có thật, như kiểu Hưng nói là có thật. Và ở trên này đấy thì có những cái gọi là người ta biết làm bùa làm phép. Đấy, ở dân tộc Nùng ấy các bác thì người ta có cái dạng làm phép đó là ma gà đấy. Đấy, ma gà thì không phải là con gà nó biến thành con ma hay là gà thành tinh gì đâu các bác, Cái này nó là là một cái tên gọi thôi, đúng rồi, cái này cũng là là cái bùa gì đấy thôi. đấy, thì nó có thể là nếu như mà theo cái mê tín ấy các bác là nó có thể là làm cho mình bị đau bụng, làm cho mình như thế nào bị dại bị khờ ấy các bác. Đấy, rồi những cái con vật nuôi Con này rất là khủng khiếp là này. những cái con vật nuôi là có thể làm cho những cái con vật nuôi của mình là bị ốm rồi bị chết. Đấy, ở trên này thì về cái vấn đề hủ tục đấy là người ta cũng tin, tại vì là nhiều người ấy người ta bắt đầu giàu lên đấy, bắt đầu xây được nhà rồi có những con vật nuôi thì bây giờ bắt đầu gặp những cái vấn đề mà xảy đến, những cái con vật nuôi là bị chết rồi là người thì bị đau ốm. Thật sự là có những cái vấn đề đấy, cho nên là người ta vẫn về cái mê tín dị đoan là người ta vẫn gọi là không thể bỏ được nhờ, Vâng. vẫn tin. Đấy, bây giờ thì về em Hưng là có một con dê bị mất như thế thì em ấy cũng nhiều khi là cũng sợ là người ta gọi là đố kỵ ấy các bác. Mai chắc em phải chuyển cái máng ăn để cho vào bên này để tiện đỡ kiểm soát đấy. Không mà lắp cho cái cam để mà kiểm soát dê xem ăn như thế nào. Có nhiều lúc thì em cũng không biết là nhiều lúc em đi vắng này thì cũng không biết người ta đi đi qua thì người ta bỏ
mồi thuốc vào đấy thì cũng không biết là dê như nào. Đúng rồi. Vì chuồng bên kia thì bị hết, mà chuồng bên này hai con bên này thì chả bị làm sao cả. Ừ. Hai con bên này thì vẫn ăn tốt bình thường mà. Ừ. Ông em đến thì chỉ có cái chuồng bên kia là không ấy. À. Bây giờ chắc là kiểu nhà có chó nữa, nó lùa thì chắc đi từ hướng đằng này hoặc hướng đằng kia ra thì chó nhiều khi nó đi ngủ ấy, nó cũng chả để ý đâu. Đấy, là Hưng là còn sợ người ta bỏ thuốc vào ấy các bác. Ở trên này thì cũng rất là khó để mà nói các bác. Cho nên là bây giờ về cái vấn đề mà mua dê thì cháu Trinh cũng xin phép quý các bác anh chị là cùng nhau đưa ra cái phương pháp nào nó tốt hơn các bác. Cháu Trinh thấy là không ổn rồi, nếu như mà nuôi nhiều ấy, nuôi nhiều chỉ sợ là có một con bị bệnh là nó sẽ mất hết. Đấy, chi bằng là bây giờ mình cứ nuôi nhỏ nhỏ, nuôi một ít một thôi các bác, để mà lấy kinh nghiệm đó. Đúng rồi. Lấy kinh nghiệm. Chứ bây giờ Hưng chả có biết, chả biết là kinh nghiệm nuôi dê như thế nào. Rồi cái vấn đề mà dê hay bị mắc phải vào mùa này, hay là những cái cỏ gì thì ăn vào là nó bị đau bụng là Hưng nhiều khi là cũng không không thể mà biết hết được, đúng không? Vâng. Chả ai dạy mình đi nuôi dê cả, đúng không? Vâng. Ừ, cho nên là về cái vấn đề nuôi dê đấy thì cháu Trinh cũng xin phép được hỏi lại ý kiến của tất cả các bác anh chị để cùng nhau đưa ra cái phương án tốt nhất. Có thể là về cái lứa này thì nuôi, đẻ, rồi là xem là có thu nhập như thế nào, rồi lại tiếp tục mua thêm sau đó các bác. Theo ý kiến của cháu Trinh ấy, thì về cái phần tiền của các bác anh chị gửi lên thì cháu Trinh cũng đưa ra cái phương án như thế thôi. Còn các bác anh chị có thể là có những cái giải pháp nào tốt hơn thì có thể là để lại ở bình luận để cho Trinh sẽ tìm cái giải pháp để mà cải thiện cái kinh tế cho Hưng các bác nhé. Chứ bây giờ nếu như mà muốn mua lên nhiều ấy thì sợ đến lúc nó mất hết, nó bị ốm, nó con dê bị chết hết thì coi như là bao nhiêu công sức rồi tiền của là mình coi như là chả được gì, chả nhận lại gì, rồi công sức mình bỏ vào nữa. Đấy, bây giờ người ta bảo là cái này thì mình cho dù là có làm chăm chỉ đến mấy, vất vả đến mấy, nhưng mà mình không có kinh nghiệm thì cũng chỉ là làm công sức của mình là coi như là công cốc hết đấy. Vâng ạ. Đấy. Thế là Thuận đi đâu rồi Hưng? Thuận chắc là vẫn đang ở cái chỗ hôm qua em chôn dê ở đấy hay sao ấy. Vẫn chôn dê? Đấy. Vâng ạ. Qua em đi chôn rồi. Thế là cứ ngồi đấy trông con dê đấy à? Vâng. Buồn à? Buồn hay sao? Vâng, buồn. Buồn á? Vâng. Mưa sao ạ? Ui rồi. Thế thì hôm qua này em chôn ở đâu ấy Hưng? Anh đi xuống có cái khe dưới này này. À, dưới này á? Vâng. Cháu Trinh thử đi xuống xem nào. Khả năng là em Thuận buồn đấy không bác? Buồn khi mà con dê của em ấy bị bệnh mất như thế. Thì em Hưng bảo là em ấy ra đây, ra cái chỗ mà hôm qua Hưng chôn con dê ấy các bác, để ngồi ở đây. Đấy, đi cẩn thận nhá Hiển nhá. Dạ. Trơn. Mấy hôm nay là có nhớ nhà không hả Hiển? Dạ em có. Có? Dạ. Nhớ nhà rồi á? Dạ. Ôi dồi. Nhưng mà ở với ở với anh với cả mấy anh là vui hơn chứ, đúng không? Dạ. Ừ, chứ một mình em ở đấy chả buồn hơn nhỉ? Dạ. Một mình ở trong cái ngôi nhà đấy. Rồi là ở đấy là lạnh lắm nhỉ, mùa này ấy. Dạ. Ừ. Chôn ở đâu nhỉ? Hưng bảo là chôn ở cái khe ở đâu đây ấy các bác. Ừ. Đấy, Thuận thì là một cái đứa em nhỏ thật sự rất là hiểu chuyện luôn các bác. Ủa, chôn ở đây à? Thuận đứng ở đây này. Ui rồi, ui, anh chào Thuận nhé. Em chào anh. Nào chào con các bà nào. Con chào con các bà. Ừ, thế con dê của mình là chôn ở đâu đấy hả Thuận? Ở đây. Ở đây á? Dạ. Ui rồi, thế là em cứ ra đây đứng từ sáng đến giờ thôi à? Dạ. Em thương à? Thương con dê à? Mất như thế là có buồn lắm không? Có. Đấy, cô bác. Khi mà con dê mất là em ấy buồn, là cứ ra đây ngồi rồi đứng. Đấy, bây giờ thì con dê cũng đã mất rồi, thì cho dù là em ra đây đứng thì nó cũng không sống lại được nữa.
nên là em đừng buồn nữa nhé. Nhé. Dạ. Ừ, đấy. Ui, mặc cái này không lạnh à? Cái quần thì mặc quần dài này. Còn cái này là váy nhỉ? Dạ. Ừ, áo này là áo mình được nhà trường phát cho đúng không? Các bác gửi lên. À, các bác gửi lên á, cái áo này ấy. À. Ừ, áo này là áo cấp 2 hay sao ấy nhỉ? Mình xem nào. À, tiểu học. Vẫn là tiểu học. Hoa Sơn này. Đấy, ở Vĩnh Phúc của bác ạ. À, chôn ở đây à? Dạ. Ở đây của bác là cái chỗ chôn. Chỗ chôn thì những cái con lợn hay là con dê, con lợn lớn ấy, khi mà chết đi thì hay chôn vào những cái hùm hay bị sạt lở ấy của bác. Khi mà mình chôn xuống thì theo cái người đồng bào dân tộc của chúng cháu ấy thì người ta hay có cái quan niệm là khi mà chôn những cái con vật ở cái chỗ mà hay bị sạt lở thì cái linh hồn của những cái con vật đấy sẽ gọi là sẽ ngăn cản không cho cái miếng đất là bị sạt lở nữa các bác. Đấy, cứ đứng ở đây thôi. Thế sao không đi về nhà đi mà cứ đứng ở đây? Em thương. Thương quá. Ôi dồi ôi. Thế là hàng ngày mình đều đi cắt cỏ cho con dê ăn à? Dạ. Bây giờ là chỉ còn 4 con thôi nhỉ? Ừ. Đấy, mất con dê là thương quá cô bác. Hưng ra gọi về cũng không về. Đấy. Thế là hôm qua mình cũng khi mà anh Hưng chôn xong là mình cứ đứng ở đây à? Dạ. Hôm qua cũng đứng ở đây. Dạ. Này là mình đứng đến thế đến mấy giờ mình mới về? 4 giờ. 4 giờ á? Dạ. Ôi rồi, thế là mình sáng là mình cứ ra đây đứng, không đi học là dạ. Cứ ra đây đứng. Dạ. Ôi rồi ôi, những cái con vật đấy các bác thì em Thuận ở nhà sẽ là người mà chăm sóc. Ví dụ như có con trâu hay là có con như con lợn này, con dê này thì hầu như là em Thuận sẽ coi như là những người bạn rồi các bác. Tại vì là Hưng thì hay đi ra ngoài, có thể là đi làm thuê. Rồi Thuận ở nhà thì chả có ai bầu bạn cả. Đi học về thì chỉ biết là ở nhà chăm sóc những cái con vật nuôi. Thì đối với em ấy, những cái con vật nuôi cũng như là những cái người bạn của em ấy rồi. Cho nên khi mà mất đi một cái con vật như thế này là thật sự rất là buồn. Với cả mấy em nhỏ như này ấy, thì nhiều khi là thương lắm cô bác. Thương, như hồi nhỏ cháu Trinh cũng vậy thôi. Khi mà nuôi nhà nuôi con chó chẳng hạn đấy, là bị mất đi là cháu Trinh cũng buồn lắm. Cũng buồn như kiểu là Thuận có khi còn khóc cơ. Thôi bây giờ là không phải buồn nữa. Mình cố gắng chăm sóc mấy con dê ở nhà nhé. Bây giờ mất rồi thì mình không biết cách nào để mà lấy lại được nữa rồi đấy. Nó bị ốm, nó bị đau như thế thì khi mà nó chết đi thì nó sẽ không còn cảm thấy là đau đớn nữa. Thì mình cũng không phải buồn nữa nhá. Dạ. Ừ. Bây giờ con dê nó chết đi nó sẽ gọi là chuyển kiếp, nó sẽ lại hóa thành con người chẳng hạn, nó chuyển kiếp, nó không làm con dê nữa nhá. Ừ, cho nên là không phải buồn nữa nhá. Bây giờ là theo anh về nhà nhá. Dạ. Ừ nhá, đi về nhà đi. Đấy, đi trước đi. Thế là Thuận mấy hôm nay là giả con trâu kia xong là không phải lấy cỏ nữa hả Thuận? Ừ. Nhưng mà lấy cỏ dê là lấy khó hơn hay là dễ hơn đấy Thuận? Khó hơn á? À, tại vì con dê nó không ăn mấy cái cỏ kia nhờ. À, con dê là nó ăn cũng ăn tạp mà. Con dê ăn tạp hơn là con trâu ấy chứ. Nhưng mà nhiều khi là mình cắt về cho nó ăn nó không ăn cô bác ạ. À, con dê ấy cũng khó. Hả? Nó ăn non à? À. À. Nó ăn đấy. Được một lúc là nó ăn hết lá là cái xương lấy là vứt hết. À. Đấy, Hưng bảo là con dê thì nó ăn non cô bác, nó không ăn già như con trâu. Cho nên là khó nuôi hơn. Đấy, nếu nuôi mà nó thuận thì cũng dễ nuôi thôi ạ, bởi vì cũng không biết những cái kiến thức để mà nuôi ấy. Hôm nào mà trời nắng ấy Hưng. Dạ. Thì em dắt nó ra để thả nhé. Vâng. Để cho nó khỏe. Vâng. Chứ mình nuôi nhốt nó quá là nó ấy. Vâng. Đấy, ở đây là Hưng có
đun cám các bác để mà cho con dê đun nước nóng cho nó uống cho tại vì lạnh quá nhỉ. Vâng. Em có con cháy không Thuận? Có. Chị tìm cho em nhé. Bố mẹ em mất lâu chưa? Lâu rồi dạ. Dạ. Sao bố em mất? Bố từ từ. Thế còn mẹ em? Bị tai nạn. Thế em ở với anh có buồn không? Có. Thôi đừng buồn nữa, chị cũng ở một mình mà. Bố mẹ của chị cũng bỏ chị đi hết rồi. Thuận có được đi học không? Có. Học lớp mấy rồi? Lớp 2. Thế chị có được đi học không? Chị không được đi học đâu. Tại sao chị không được đi học? Chị không có bố mẹ, là không có tiền nộp là không được đi học. Thế chị có thích đi học không? Có, chị thích đi học mà. Thế em có thích đi học không? Có. Thế hàng ngày em đi học em đi với ai? Đi một mình. Đi một mình em không sợ à? Không. Thế ở nhà em làm những công việc gì? Lấy cỏ cho dê, như lấy củi với chăn cho thuê. Thế con chị ở nhà làm gì? Chị cũng đi lấy củi và chăn cho thuê. Cũng làm như em nhưng mà chị thì không được học. Thế chị có em gái không? Chị không có em gái, chị ở một mình. Chị ở một mình có sợ không? Có, sợ lắm. Thế em có sợ không? Có. Tối hôm anh trai đi làm một mình em có sợ lắm. Nhà chị ở đâu? Nhà chị ở xa lắm. Hàng ngày thì chị đi lấy củi thì toàn có con vắt thôi. Thế nhà em có con vắt không? Có. Thế em có sợ không? Có. Hình như cháy của em hết rồi. Chị tìm lúc nãy, từ nãy chị tìm không được con nào. Chắc là hết rồi nhỉ? Ở ngoài này lạnh lắm. Chị em mình đi về nhà đi. Đi. Hôm nay Thảo Trinh có cầm sổ lên đấy các bác. Và cũng hôm nay là cuối tuần rồi đấy. Hôm nay là thứ bảy thì ngày mai là chủ nhật thì Thảo Trinh cũng lên để mà xem là cái con dê mà tuần trước khi mà anh Khương ấy, mang lên thì xem có con dê có ăn cỏ tốt không và có bị làm sao không. Thì cũng được một tuần nhỉ? Đến hôm nay được một tuần đúng không? Vâng anh ạ. Ừ, thì con dê bị chết một con rồi các bác. Bây giờ là chỉ còn 4 con thôi. 2 tuần rồi chứ. 2 tuần rồi á? Ừ. Tuần này tuần thứ 3. Thế là thiệt hại đi 2 triệu. 2 triệu 6 rồi. Một con dê là cháu Trình mua đi 2 triệu 6. Thì bây giờ gọi là thiệt hại đi 2 triệu 600 nghìn rồi các bác. Đấy, được 2 tuần. Mà chưa tính cái công nuôi của mình nữa. Công nuôi của mình là nó còn thiệt hại nhiều hơn. Bây giờ mất đi là chỉ có lấy chôn thôi các bác. Cũng không dám lấy đi bán, chỉ sợ là nó bị không biết là người ta biết nó ăn nhầm cái gì, hoặc là sợ là mình lấy đi bán thì người ta ăn vào thì mình làm sao, thì mình lại sợ đúng không? Vâng. Này người ta lại trách mình, này truy cứu mình. Đấy thì hôm nay khi mà lên thấy cái sự việc như thế này thì Cháu Trinh cũng xin phép là được tham khảo cái ý kiến của quý ông bác anh chị một lần nữa để xem là có nên tiếp tục mua dê lên không. Tại vì mai là cuối tuần rồi. Nếu như mà quý ông bác anh chị bảo là muốn mua thì cháu Trinh sẽ mua. Còn theo cái ý kiến của cháu Trinh hiện tại đấy thì có lẽ là mình phải dừng lại một thời gian nữa các bác để mà xem cái lứa này. Bây giờ là chỉ còn 4 con. Thì xem cái lứa này khi mà em Hưng nuôi rồi nó có bị làm sao hay không. Rồi đến lúc mà nó sinh sản rồi nuôi được một lứa đó, mình bán rồi xem là có được hay không thì mới tiếp tục mua nhiều. Chứ bây giờ Hưng cũng đây là lần đầu tiên mà em ấy nuôi dê. Thì em ấy không biết là con dê nó mình phải chăm sóc như thế nào. Rồi khi mà nó ốm là tiêm gì.
hay là mua thuốc gì cho tiêm cho nó ăn thì nó mới khỏi thì cũng rất là khó các bác. Đến thời điểm hiện tại thì về cái khoản mua dê ấy thì cháu Trình nhận được là 8 triệu các bác ạ. Cháu Trình xin tham qua một chút là cô Lăng Thị Phương là gửi 7 triệu để mua dê, còn 1 triệu thì cho ba anh em trong cháu là có cháu Trình này, có anh em Hưng Thuận và anh Cương, là 1 triệu là chia cho ba, có nghĩa là ba anh em mỗi người sẽ chia làm 3 phần các bác ạ. Và cô Lê Hoàng Quyên là gửi 1 triệu để góp vào quỹ mua dê, là bây giờ là có tổng là thành 8 triệu tiền mua dê các bác nhé. Thì cháu Trình mua đi một con là 2.600.000 rồi, thì bây giờ còn 5.400.000. Đấy thì cái mong muốn hôm nay cháu Trình lên ấy thì muốn là để ngày mai sẽ thông báo với cả Hưng để em ấy lại xuống chợ để mà chọn con dê lên để nuôi ấy các bác. Nhưng mà hôm nay lên để gặp thực trạng thế này thì cháu Trinh cũng sẽ phải xin phép lại ý kiến của quý bác anh chị một lần nữa, xem là về cái khoản 5 triệu 400 này thì liệu có nên tiếp tục để mua dê không, hay là sẽ lấy để dành để có thể là cộng một cái quỹ làm nhà. Tại vì cái quỹ làm nhà của em Hưng với cả Thuận thì bên kênh của cháu Trinh là bây giờ còn hơn mười mấy 20 triệu nữa các bác. Đấy, gần mười mấy 20 triệu đấy. Thì về phía của anh Cương là bây giờ cũng có một chút, còn anh chị Quyền Yến có một chút nữa thì có thể là gộp lại. Rồi cháu Trinh cũng mong muốn là quý bác anh chị sẽ lại tiếp tục đồng hành hỗ trợ thêm để hai anh em sẽ bây giờ thì về cái ngôi nhà là quan trọng nhất rồi, để cố gắng để cháu Trinh cố gắng kêu gọi xem là có quý bác anh chị đồng lòng giúp đỡ thì có thể là dùng cái số tiền này để góp vào cái quỹ làm nhà. Còn dê thì sau khi mà làm xong nhà thì có thể là nuôi sau cũng được bác. Đấy thì đấy là về phía ý kiến của cháu Trinh. Còn quý bác anh chị có thể là góp ý muốn cháu Trinh sử dụng để làm việc gì thì cháu Trinh sẽ nghe theo ý kiến của quý bác anh chị các bác nhé. Thế là Hưng có buồn không khi mà mất con dê như vậy? Có anh ạ. Rồi cũng đi mua cũng mất tiền công các bà gửi cho em nữa, với cả mất công chăm sóc nó gần 2 tuần nay nữa. Thế là hôm qua khi mà con dê đấy mất xong là em mang đi chôn là Thuận cứ đứng ở đấy trông à? Vâng. Ôi dồi ôi, hôm qua cũng trông, hôm nay cũng trông. Vâng. Đấy, cứ đứng ở cái chỗ mà em Hưng chôn con dê các bác để mà trông. Rất là đáng thương. Thì bây giờ thật sự khi mà nuôi những cái con vật thế này thì cũng rủi ro rất là cao các bác. Thật sự là mình như kiểu là đánh, người ta hay bảo là một canh bạc các bác. Có thể là được là ăn cả, ngã là về không luôn, nuôi những cái con vật nuôi ấy. Đấy. Cho nên là cháu Trinh sẽ phải tham khảo lại ý kiến của tất cả các bác anh chị. Đấy, thì nếu như mà các bác anh chị có hướng nào tốt nhất để hai anh em phát triển thì có thể là lên ý, có thể là để lại bình luận các bác nhé. Còn thật sự ở trên một cao này thì nuôi những con vật là cũng rất là khó. Ví dụ bây giờ bảo nuôi con gà thôi, con gà là mới là rủi ro cao nhất này. Con gà là nếu như mà gà bị bệnh ấy các bác thì cả làng coi như là cả làng là mất trắng luôn, nó bị một nhà nó có thể lây đi cả làng luôn. Đấy, cho nên rất là khó để mà nuôi. Con gà ở trên này thì toàn là thả rông thôi, cứ thả tự nhiên như thế, rồi có bệnh là không thể tránh khỏi được. Bây giờ còn đang bước vào mùa đông nữa các bác, trời còn lạnh, cho nên là nuôi những con vật nuôi là cũng phải có kỹ thuật để mà mình chăm sóc thì mới có thể được. Còn nếu như mà mình mà chưa có kỹ thuật ấy thì có thể là hết cái mùa đông này rồi mình mua lên chăm sóc nó dễ hơn nhỉ. Vâng. Đấy. Còn thước phim thì hôm nay cháu Trình lên thì cũng chỉ để chia sẻ xem là hai anh em ở nhà chăm sóc con dê như thế nào các bác. Đấy. Còn hôm nay gặp cái vấn đề thế này thì quý bác anh chị cũng đã nắm bắt được rồi. Còn thước phim thì cháu Trình cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây thôi. Rất là cảm ơn quý bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến với những hoàn cảnh những em nhỏ trên vùng cao.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Con chào công các bà. Xin chào công các bà. Tuấn Trinh xin chào các bác. Hôm nay thì Tuấn Trinh sẽ giới thiệu cái gian hàng của Tuấn Trinh đến toàn thể quý các bác và anh chị. Chẳng mấy chốc nữa là đến Tết rồi các bác ạ. Hiện tại gian hàng của Tuấn Trinh đang bày bán những cái sản phẩm đặc sản trên vùng cao. Thì rất là mong muốn thì quý các bác, quý anh chị sẽ ủng hộ gian hàng của Tuấn Trinh. Đầu tiên thì quý bác anh chị có thể mua về để mà dùng thử. Đấy, thấy ngon thì Tết quý các bác anh chị mua về nhiều. Có thể là làm quà cũng như là làm những cái món ăn nấu cho gia đình ăn các bác nhé. Đây là mộc nhĩ. Đấy, mộc nhĩ ở rừng các bác nhé. Còn đây là sản phẩm mật ong khoái rừng ở trên vùng cao. Đấy, hiện tại thì Tuấn Trinh chỉ bán duy nhất là mật ong khoái rừng thôi các bác nhé. Tại vì về những cái loại mật ong khác thì Tuấn Trinh cũng không đảm bảo về cái chất lượng. Còn riêng mật ong khoái rừng thì Tuấn Trinh đảm bảo chất lượng và đạt chuẩn 100% đến cho toàn thể quý các bác, quý anh chị. Đấy, còn đây là hạt óc chó các bác ạ. Óc chó thì cũng đã được tách vỏ xong hết rồi các bác nhé. Thì quý các bác cũng có thể là mua ủng hộ Tuấn Trinh. Một túi như thế này là 1kg các bác ạ. Còn đây thì là một cái sản phẩm măng trúc rừng. Đấy, măng trúc rừng thì có thể là xe khá là xa lạ với quý các bác anh chị đấy. Tại vì là Hà Giang của Tuấn Trinh thì cũng chỉ có hai huyện là có cái loại măng trúc này thôi. Và phải đi thật sâu trong rừng già thì mới có thể kiếm được. Đây là măng trúc rừng. Đấy, cái cây măng trúc là nó chỉ bé thế này thôi các bác. Là có nghĩa là một cây là đủ một miếng ăn thôi. Đấy, ăn rất là ngon luôn các bác ạ. Đấy, rất là đẹp. Thì rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ. Cái này là quý bác anh chị mua về và dùng thử, nếu như mà quý bác anh chị chưa ăn bao giờ, đảm bảo là ăn xong là nghiện luôn các bác ạ. Đấy, còn đằng sau của Tuấn Trinh đây là cái gói trà già của Lam. Đấy, một gói to như thế này nhưng mà chỉ có 1 cân thôi các bác nhé. 1 cân mà sở hữu được 1 gói to thế này thì quý bác anh chị mang về có thể là sử dụng đến 2 tháng, còn khả năng còn chưa hết đấy các bác. Đấy, thì trà già của Lam thì được ví như là những cái cây cỏ trường sinh rồi. Đấy, và rất là được ưa chuộng ở những cái nước như là Trung Quốc cũng như là Nhật Bản thì đều sử dụng cái trà giả cỏ lam này các bác nhé. Đây. Còn đây là sản phẩm nấm hương các bác nhé. Rất là thơm các bác ạ. Ngửi là thấy tỉnh táo luôn. Còn đây là măng dối các bác nhé. Măng dối. Và chúng có cả đây là mướp đắng rừng các bác ạ. Thì đây là những cái sản phẩm mà hiện tại Tuấn Trinh đang bán ở trên kênh các bác nhé. Thì rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ. Ở đây có những cái sản phẩm này thì hầu như là đều là những cái bài thuốc hết các bác, trừ măng ớt ra. Đấy, thì những cái sản phẩm này là đều là những cái bài thuốc, thì quý bác anh chị có thể là mua về ủng hộ Tuấn Trinh. Và quý bác liên hệ với cháu Trinh qua số điện thoại mà cháu Trinh ghi ở trên màn hình. Cháu Trinh sẽ tư vấn cụ thể từng sản phẩm một và cách dùng, rồi là công dụng sẽ chữa bệnh gì cho toàn thể quý các bác, quý anh chị. Còn bây giờ thì xin chào các bác. Rất là mong quý bác sẽ ủng hộ gian hàng của cháu Trinh.